Khi thấy biết như thật về tất cả Pháp thì đối với tất cả Pháp đều không chỗ đắc. Khi với tất cả Pháp không chỗ đắc thì như thật thấy tất cả Pháp đều không, nghĩa là như thật thấy biết các Pháp được thâu nhiếp hay không thâu nhiếp trong bốn đế đều là không. Khi thấy như vậy có thể nhập vào tránh tánh ly xanh của Bồ Tát, do nhập vào tránh tánh ly xanh của Bồ Tát nên trụ chủ trong chủng tánh địa của Bồ Tát trụ trong trùng tánh địa của bồ tát rồi thì nhất định không từ đỉnh cao rơi xuống nếu từ cao rơi xuống thì sẽ rơi vào địa vị thanh văn hoặc độc giác. Đại Bồ Tát ấy an trụ trong trùng thánh địa của Bồ Tát mà phát sanh bốn tịnh lự và bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Đại Bồ Tát ấy an trụ trong sa ma tha địa, liền có thể quyết đoán chọn lựa tánh của tất cả Pháp và từ đó giác ngộ lý của bốn thánh đế. Bây giờ, mặc dù Bồ Tát biết hoàn toàn các khổ, nhưng tâm không sanh chấp vào khổ mặc dầu đoạn trừ hẳn tập, nhưng không khởi duyên chấp vào tập, mặc dầu có chứng diệt, nhưng tâm không khởi duyên chấp vào diệt, mặc dầu có khả năng tu đạo, nhưng tâm không khởi duyên chấp vào đạo, chỉ sanh tâm tùy thuận hướng đến, để nhập quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề như thật quán sát thật tướng của các pháp cụ thọ thiện hiện lại bạch phật bạch thế tôn đại bồ tát ấy làm sao quan sát thật tướng của các pháp phật dạy này thiện hiện đại bồ tát ấy quán tất cả pháp đều không đó là quan sát thật tướng của các pháp cụ thọ thiện hiện lại bạch phật bạch thế tôn đại bồ tát ấy làm sao quan sát các pháp đều không phật dạy đối với các pháp đại bồ tát ấy quan sát tự tướng của nó đều không như vậy là quan sát các pháp đều không đại bồ tát ấy dùng tỳ bát xá na quán như thật quán sát thấy các pháp đều không, không thấy có tự tánh của các pháp trụ vào tánh của nó, để chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà. Vì sao? Vì quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật và tất cả pháp đều lấy vô tánh để làm tự tánh. Nghĩa là sắc cho đến thức đều lấy vô tánh để làm tự tánh, nhãn xứ cho đến ý xứ cũng lấy vô tánh để làm tự tánh, sắc xứ cho đến ý xứ cũng lấy vô tánh để làm tự tánh, nhãn giới cho đến ý giới cũng lấy vô tánh để làm tự tánh, sắc giới cho đến pháp giới cũng lấy vô tánh để làm tự tánh. Nhãn thức giới cho đến ý thức giới cũng lấy vô tánh để làm tự tánh, nhãn xúc cho đến ý xúc cũng lấy vô tánh để làm tự tánh, các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cũng lấy vô tánh để làm tự tánh, địa giới cho đến thức giới cũng lấy vô tánh để làm tự tánh, nhân duyên cho đến tăng thượng duyên cũng lấy vô tánh để làm tự tánh, các pháp do duyên sanh ra cũng lấy vô tánh để làm tự tánh, vô minh cho đến lão tử, cũng lấy vô tánh để làm tự tánh. Bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, cũng lấy vô tánh để làm tự tánh. Pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, cũng lấy vô tánh để làm tự tánh. Chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, cũng lấy vô tánh để làm tự tánh. Thánh đế khổ tập diệt đạo, cũng lấy vô tánh để làm tự tánh. Bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, cũng lấy vô tánh để làm tự tánh. Bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng lấy vô tánh để làm tự tánh. Tám giải thoát cho đến mười biến xứ, cũng lấy vô tánh để làm tự tánh pháp môn giải thoát không vô tử vô nguyện cũng lấy vô tánh để làm tự tánh